TT xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay TT cũng có vài con điện thoại giới thiệu cho anh em, thì mong rằng anh em xem được con nào thì anh em cứ liên hệ với mình qua cái số điện thoại này, và đây cũng là số Zalo của TT luôn ha. Thì bên mình cái chế độ là ship COD, ship toàn quốc cho mọi người luôn. Mọi người ở xa thì cho mình một cái địa chỉ, số điện thoại rồi mình sẽ gửi đến nơi. Thì anh em kiểm tra máy, test máy ok hết thì mới thanh toán cho TT, và anh em phải cọc trước cho mình nha. Chủ yếu là cái tiền cọc này chủ yếu là tránh trường hợp anh em đặt hàng mà không nhận máy hoặc là bơm hàng thôi. Thì cọc cho mình 50 thôi anh em, không cần nhiều, 50 100 tùy theo anh em. Đó, thì mình có đánh số thứ tự hết nè. Thì anh em xem con nào thì anh em nhớ lưu ý nha. Ví dụ như hôm nay là ngày 16 tháng 6 đúng không? Thì anh em thì anh cứ anh em cứ nói là TT hôm nay là video của TT ngày 16 tháng 6 á, cái con số 7 còn hay là không. Ví dụ như vậy, hoặc là anh em không nhớ tên của nó thì anh em cứ nói số, mình có đánh số thứ tự hết thì anh em cứ nói rõ nha. Đó, ví dụ hôm nay là ngày 16 tháng 6 thì anh em muốn hỏi con nào thì anh em cứ nói số thứ tự là được rồi, thì mình sẽ tư vấn nhiệt tình cho em luôn nha. Và số này cũng là số Zalo của mình, thì anh em mình sẽ nói sơ qua thôi. Thì anh em mà muốn xem kỹ con điện thoại nào á, thì anh em cứ nhắn tin bên Zalo nói TT mình muốn mua con iPhone 6S Plus Lock bản 64 GB, số thứ tự là số 21, TT quay review qua Zalo cho mình xem. Đó, ví dụ như vậy thì mình sẽ quay một đoạn, mình sẽ review một từ A đến Z cho anh em bên Zalo cho anh em luôn, thì anh em có thể xem một cách kỹ càng hơn ha. Còn kênh đây thì mình sẽ nói sơ qua thôi để mất thời gian của anh em nhiều hơn. Đó. Rồi thì con đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho mọi người luôn. Đó là con Mi Redmi Note 4 bản RAM 3, bộ nhớ là 32, con này chip nắp cao này anh em, 625 nha. Đó, pin là 4100, máy full hết nha. Con này là TT thu lại từ người dùng. Thì cái con Redmi Note 4 này TT sẽ để lại cho anh em với cái giá là 1 triệu 2 nha anh em. Con này 1 triệu 2 thôi. Pin là 4100 nha, chip nắp cao á, 625. Ngon lành cành đào luôn anh em ha. Rồi con Redmi nè. Con Redmi 10, con này là bản RAM 4, bộ nhớ là 64, xài được 4G. Đó, con này là con số thứ tự là số 2 nha anh em. Con số 2 nha. Hồi nãy con Mi đó là con Mi là con số 1. Đây. Mình có đánh dấu số tự rồi. Đó, thì con này xài được 2 sim, xài được 4G, pin rất là trâu. Con này là pin tới 5000 lần và chip của nó là chip Helio G88 và 8 nhân nha. Bản RAM 4 bộ nhớ 64 thôi, máy zin hoàn toàn hết. Vỏ zin, màn zin còn rất là đẹp này anh em, màu trắng nha. Đây, màn rất là đẹp luôn ha. Thì anh em mà mua cái con này thì mình sẽ giới thiệu review kỹ cho anh em bên Zalo. Cam kết rất là nét nha mọi người. Mấy con này thì anh em khỏi phải bàn rồi, chơi game hay là chơi game làm YouTube này nọ hay là Liên Quân, Free Fire đồ ngon lành cành đào nha anh em. Rồi, con này thì TT để lại cho anh em giá là 2 triệu 8 nha. 2 triệu 8, số thứ tự là số 2. Rồi, số thứ tự là số 3 là con iPhone 6S nè. Đây là iPhone 6S bản 64 GB nha anh em. Bản 64 GB. Đó, máy lock đọc phích quốc tế rồi. À, con này thì mình để lại cho anh em giá 1 triệu 4 thôi nha. Để lại cho anh em giá là 1 triệu 4 ha. Con này là iPhone 6S nha anh em, chứ không phải là 6G đâu ha. Đó, để lại cho anh em giá 1 triệu 4 để anh em xài thôi. Tặng anh em một bộ sạc dán kính cường lực nha. Số tự là số 3, iPhone 6S máy full hết á. Đó, máy lock thì tránh trường hợp anh em đặt lại dòng 2 thôi nha. Cam kết đồ nét. Đây. Ok ha anh em ha, máy ngon lành cành đào. Thì con này mình để lại cho anh em giá 1 triệu 4 thôi nha. Rồi con số tự số 4 nè. Con số 4 là con iPhone 6, iPhone 6 bản 32 GB, máy full hết nha anh em. Bao anh em reset nha, con này là reset được luôn, dòng 1, dòng 2, dòng 3 reset tạc ra. Giá là 1 triệu rưỡi thôi, bản 32 GB nha. Con số thứ tự là số 4. Con này là bản chính hãng luôn anh em, bản VN luôn nha. Hình như là bản VN luôn nè. Đó, là Việt Nam á anh em, 32 GB, máy full hết. Vân tay vân chân còn đầy đủ nha. Con này vân tay vân chân còn đầy đủ luôn. Anh em chờ mình tí xíu mình review cho anh em xem luôn. Pin nè, pin con này còn 96% ha. Để mình xem vân tay còn hay không. Nè, vân tay còn luôn nha. Rồi, con này là con số 4, giá cho anh em là 1 triệu rưỡi nha. iPhone 6 bản 32 GB. Đó. Rồi, con số 4. À, con này là con số 5 chứ anh em, sorry anh em. Đây là con số 5 nha. Huawei Y7 Pro đời 2014. Đó, bản RAM 3 bộ nhớ là 34. Xài được 4G, con này cũng pin rất là trâu nha. Để lại cho anh em giá là 1 triệu 450 ngàn nha. Huawei Y7 Pro, con này là đời 2019 nha anh em. Máy full hết, màn riêng vỏ riêng theo máy nè. Pin là 4000 nha, màn hình là 6,26 inch. Máy vỏ riêng, màn riêng thì vỏ nó cũ theo thời gian nè anh em thấy không. Giá để lại cho anh em chỉ có 1 triệu 550 ngàn, 1 triệu 450 ngàn thôi. Đây là con số 5 nha anh em ha. Số thứ tự là số 5.
máy riêng hết nha. Tặng anh em ốp lưng cường lực và một bộ sạc. Rồi, con số 6 iPhone 7G bản 32GB, con này là máy lắp đạo phích quốc tế rồi. Đó, con này thì TD để lại cho anh em giá là 2,2 triệu nha. 2,2 triệu để anh em xài thôi, tại vì con này cái cam nó hơi mờ, cam sao đi nét ta. Cam selfie thì nó hơi mờ nè, nên TD để lại cho anh em bán giá nói chung bán rẻ, bán lỗ cho anh em luôn á. Chỉ có 2,2 triệu thôi, iPhone 7G bản 32GB mà có 2,2 triệu nha. Quá rẻ đúng không? Đó, thì thanh lý rẻ cho anh em xài luôn. Máy riêng màn riêng theo máy hết nha anh em. Đó, mát rất mượt nha, pin cũng rất là trâu luôn á. Pin con này hình như còn 100% lận. Giá là 2,2 triệu thôi. Số 6 lên nha anh em, số thứ tự là số 6. Rồi số thứ tự là số 7 nè. Samsung J7 RIM. RAM 3, bộ nhớ là 32, xài được 2 SIM, xài được 4G. Con này là con số 7 nha mọi người. Ha. Đó. Màn đẹp nha, màn rất là rin, màn rin luôn. Đó, màn rin vỏ rin theo máy nha, cam ký đồ ngon lành cành đào. Cam trước cam sau đồ ngon lành hết á, máy full hết. Thì cái con J7 RIM này bản RAM 3 bộ nhớ 32 TD sẽ để lại cho anh em giá 1,4 triệu nha. Số thứ tự là số 7. Pin là 3300 nha anh em. Màn hình là 5.5 inch, máy full hết, ngoại hình ngon lành nè. Vỏ rin theo màn rin theo máy luôn. Ha, 1,4 triệu. Rồi, con số 8. Samsung A30s. Con số 8 nha, Samsung A30s bản RAM 4 bộ nhớ 64, xài được 4G, pin là 4000, Android 9 PE. Màn hình là Super AMOLED 6.4 inch, máy đẹp hoàn toàn nha anh em. À, màn hình hiển thị rất là đẹp. Cam kiếp thì khỏi phải nói rồi nha. Những con điện thoại nào cam mờ hay là mắt rung hay là cái gì mình sẽ nói hết cho anh em nha. Con này ok hết nè. Đó. Rồi, thanh lý cho anh em chỉ có 2,8 triệu thôi. 2,8 triệu để anh em xài nha. 2,8 triệu. Con số 8 luôn á, Samsung A30s. Rồi con số 9 nè, Oppo R7 LED, RAM 3 bộ nhớ là 32, pin là 4000, snap cao nha anh em. Con này snap của nó là 615, màn hình AMOLED rất là đẹp luôn. Vỏ màn hình còn rất là đẹp, anh em thấy không, màn rất là đẹp nha, hiển thị rất là ngon. Màn hình to, con này anh em mua về cho cái bài học anh like ha, anh em về anh em hát karaoke cũng rất là ngon luôn. Con này anh em về mua hát karaoke ngon nha, màn hình to nè anh em thấy không? Màn hiển thị rất là đẹp luôn ha. Đó, màn AMOLED mà. Thì con này TD để lại cho anh em giá con 1,5 triệu nha. Số thứ tự là con số 9. Ngoại hình còn đẹp nha anh em. Đó, số thứ tự là số 9, giá 1,5 triệu. Rồi, số 10. Số 10 thì TD bằng đồng giá nên mình để hai con cho anh em luôn nha. Số 10 đều là hai con này đều là 550 hết. Con này là Oppo Neo 7, RAM 1 bộ nhớ 16, giá là 550. Con này là Nokia 2.1, RAM 1 bộ nhớ 8, giá là 550 luôn. Hai con này đều là số 10 hết. Đó. Con màu trắng là Oppo Neo 7, con này là Nokia 2.1. Thì anh em chọn con nào thì anh em nhắn tin cho TT nha. Thích hợp cho anh em mua về để mà nghe, gọi Zalo, Facebook, YouTube đồ ngon ha. Đó, anh em mua về chữa cháy ngon lành cành đào nha. Giá quá rẻ bèo luôn, 550 tặng anh em thêm một bộ sạc nữa ha. Đó, con số 10 nha. Rồi tiếp tục là con số 11 nè. Số 11 thì TV cũng có hai cây ha. Redmi 9T nha anh em. Đó, một con màu đỏ và một con màu đen. Số 11 nha. Con màu đỏ anh em, con màu đỏ là bản RAM 4 bộ nhớ 64 nha, còn con màu đen là bản RAM 6 bộ nhớ 128 anh em ha. Thì cái con bản RAM 4 bộ nhớ 64 xài được 4G, pin rất là trâu nha. Pin con này là 6000, cáp sạc Type C, hỗ trợ sạc nhanh, Android là 10 chấm ha. Cam là 48 chấm, Snap là 662. Thì con màu đỏ là 2,8 triệu, còn một con màu đen là bản RAM 6 bộ nhớ 128 thì con này sẽ là 3 triệu nha. Đó, thì chỉ có cái cấu hình hơi khác nhau là bản RAM 6 bộ nhớ 128. Con này là bản RAM 4 nhưng mà RAM 4 cộng 1 nha anh em. Đây, bản RAM 4 cộng 1 nha, coi như là RAM nó giống như 5 RAM 5 bộ nhớ 64 lần á. Đây, anh em xem nè. Thấy không? Đây. Anh em chờ mình tí xíu. RAM 4 cộng 1 nè, ha. RAM 4 cộng 1 coi như là 5 rồi. Đó, thì con này là 2,8 triệu cho anh em thôi ha. Còn con bản RAM 6 bộ nhớ 128 thì giá là cho anh em là 3 triệu, máy đẹp hết nha. Máy rin màn rin theo máy, anh em mua mấy con này về treo game, trải nghiệm game thì quá đỉnh rồi. Đây, đó, con này là bản RAM 6 nè anh em thấy không? Bộ nhớ là 128 cho anh em nha. Rồi, con số 11 nha anh em. Đây là con số 11 nha. Màu đỏ là 2,8 triệu, còn màu đen là 3 triệu cho anh em xài. Quá ngon luôn á. Mấy con này treo game thì quá đỉnh rồi. Con số 12 nè, Huawei 6i, bản RAM 2 bộ nhớ 16, con này thanh lý rẻ cho anh em 700k thôi ha.
700k số 12 nha. Con này thì bán cho anh em chữa trái ngon lành cành đào, RAM 2 bộ nhớ 16 nha. Màn hình hiển thị cực kỳ đẹp luôn nè, anh em thấy không? Ha. Màn hình hiển thị cực kỳ đẹp, cam kỹ thuật quá nét luôn. Đây. Cam chụp hơi bị đã luôn á. Mấy con này thì đây, cam sao nè anh em, cam sao phi chứ, đúng không? Rồi, cam sao để mình xem cam sao chỗ nào. Đó là video. Đây. Ngon lành ha. Rồi. Thì con này TD để lại cho anh em giá chỉ có 7 sợi à, quá bèo nhèo nha. Ngoại hình thì được cái là vỏ riêng, màng riêng thì nó hơi xấu thôi. Thích hợp Zalo, Facebook, YouTube ngon. 700k, số thứ tự là số 12. Rồi số 13. Số 13 là số thứ tự là Samsung Z5 nha anh em. Số thứ tự là số 13 nè. Đó, RAM 2 bộ nhớ là 16, giá 800k cho anh em. Màn AMOLED nha. Con này màn AMOLED coi như là bán con này thật sự luôn, bán cho anh em giống như bán cái màn vậy. Đó. Ngon là cành đào, máy full hết, Zalo, Facebook, YouTube đều ngon. Thì anh em sử dụng nút đa nhiệm bằng trên đây nha anh em. Đó, anh em bấm đây, nút trở về ở đây ha. Đó, nút trở về bên đây, nút home là ở đây. Anh em khỏi bấm nút dưới đây nha. Đó, mình có cài trên đây rồi. Đó, cái nút đây chỉ có anh em nếu mà thích bấm ở trên đây thì bấm đây ha. Đây, bấm nút trở về. Đây, bấm nút trở về. Thấy chưa? Đa nhiệm. Chỉ có nút home này bấm không được nè. Nút home này bấm không được nên đi đợi. TD có tải cái nút đa ở trên đây rồi, nút đa nhiệm trên đây rồi, anh em cứ bấm nút ở trên đây là nó sẽ trở về thôi nha. Đó, nên để cái giá rẻ không, con này TD bán đến cả triệu bạc lần á, nên để cái giá rẻ chỉ có 800k cho anh em xài nha. Số thứ tự là số 13, màn hình AMOLED nha anh em. Con này màn AMOLED rất là đẹp luôn á. Đó. Rồi số thứ tự là số 14 nha. Samsung A750. Con này là bản RAM 4 bộ nhớ là 64, xài được 2 SIM, xài được 4G, pin là 3300, màn hình Super AMOLED rất là đẹp ha. Máy full hết, cam kiết đồ nét nha anh em. Cam kiết đồ nét, màn rin vỏ rin theo máy, cam nét chưa ha. Đây, cam selfie nè nha. Ngon lành cành đào nha anh em, mình để xa cho anh em dễ nhìn nè. Đó, anh em thấy không ha. Thì cái con này TD để lại cho anh em giá chỉ có 2.3 triệu thôi, tặng ốp lưng cường lực và một bộ sạc nha. Đây, tặng đầy đủ phụ kiện cho anh em hết á. Rồi, tiếp theo là con số 15. Số 15 là Samsung Z2 Rim nha. Samsung Z2 Rim RAM 1.5 bộ nhớ là 8, thích hợp cũng là 550 luôn. Đó, có hai màu, màu vàng gold và màu hồng. Zalo, Facebook ha, YouTube ngon lành ngành đào, nghe gọi ngon nha anh em. Con này thì thanh lý rẻ cho anh em giá 550 thôi. Đó, tặng anh em một bộ sạc nha. Đây, con số 15. Rồi tiếp theo là con số 16 nè. Samsung A02. Số 16 là Samsung A02, bản RAM 3 bộ nhớ là 32, pin là 5000 nha anh em. Pin là 5000 luôn. Số 16 giá là công khai cho anh em là 2.1 triệu, số thứ tự là số 16. Pin là 5000, pin con này rất là trâu anh em, mình để mấy ngày nay luôn ha. Nói chung là mới sạc đầy lại cho anh em nè. Con này pin rất là trâu, thật sự mua về anh em đi rừng đi rú ha, con này cũng vậy, đi rừng rất là đã luôn. Cam hơi bị nét nè, thấy chưa? Ha, cam selfie là quá nét luôn á. Cam sao nè. Ngon lành cành đào. Màn hình lại to nha anh em, màn hình rất là to luôn, màn hình giọt nước. Đó, 6.5 inch lận. Ha, xài được 4G và Android của nó là Android 11 chấm lần nha, Android 11 chấm. Máy rin hoàn toàn nè, chưa bung máy luôn ha, máy rin hoàn toàn. Giá rất là hấp dẫn luôn, 2.1 triệu thôi. Số thứ tự là 16 nha. Thật sự con này về xài rất là đỉnh luôn á. Pin rất là trâu, xài mấy ngày không hết pin. Rồi số thứ tự là số 17 đây. Vivo Y11. Pin con này cũng là 5000, pin cũng rất là trâu luôn nè anh em. RAM 3 bộ nhớ là 32, xài được 2 SIM, xài được 4G, pin là 5000, để lại cho anh em giá là 2.1 triệu nha. Để lại cho anh em giá là 2.1 triệu. Android 9BA nha anh em. Vỏ rin, màn rin theo máy hết. Đây. Ha. Ngoại hình còn ok á. Đó. Màn đẹp chưa? Màn hiển thị rất là đẹp nha mọi người. Ha. Cam kỹ thì nét nha. Mấy con này là cam rất là nét luôn. Đây, anh em chờ mình tí xíu. Đó. Thấy chưa, cam sao nè, cam selfie nè ha, quá ổn nha anh em. Rồi, Vivo Y11 con số thứ tự là số 17, giá là 2.1 triệu cho anh em nha. Số 17, 2.1 triệu. Rồi tiếp theo là số 18 nè, Samsung A20, RAM 3 bộ nhớ 32, 4G, pin cũng tương đối trâu quá nè, pin là 4000 luôn ha. Màn hình AMOLED 6.4 inch Full HD cộng, cam là 13 chấm và 16 chấm. Màn riêng vỏ riêng theo máy nha. Con này thì mình đây, cái màn nó bị chày nhiều anh em. Có cái điều bị chày chày nè, anh em thấy không? Đó, nó có một cái đường chày đây nha. Đó. Đây, một đường chày đây nè. Đây. Nên mình có thanh lý rẻ cho anh em chỉ có 1.7 triệu à nha.
Samsung A20 giá con chiều 7 quá bèo nha anh em. Cáp sạc Type-C hỗ trợ sạc nhanh luôn nè. Ha. Đó, con này để lại cho anh em giá chiều 7 thôi. Cái màn nó hơi chày nha anh em, có màn một đường chày trên đây với đây chút xíu nè. Rồi tiếp theo là một con số 19 iPhone 7 LED bản 32GB nha, máy đẹp hoàn toàn, vỏ zin, màn zin theo máy, ngoại hình còn đẹp nha anh em. Đây. Vân tay vân chân còn đầy đủ, pin mới thay cho anh em luôn, pin 100% ha. Vân tay thì còn đầy đủ luôn. Đây. Đó, máy full hết nha. Thì cái con iPhone 7 LED này màu hồng thì đi để lại cho anh em giá là 3,6 triệu nha. 3,6 triệu, số thứ tự là số 19. Ngoại hình còn cực kỳ đẹp luôn anh em. Đó. Rồi. Con số 20 nè. iPhone 6S LED bản 64GB nha. Con này là bản 64GB, giá là 2,5 triệu cho anh em thôi và số thứ tự là số 20 nha. Đó, con này chỉ bị mất vân tay thôi, bao anh em reset luôn, dòng 1, dòng 2, dòng 3 reset tẹt ga nha. Đó, chỉ bị mất vân tay thôi anh em nha. Đó. Chỉ bị mất vân tay thôi, để mình pin thì còn bao nhiêu phần trăm. Rồi, pin con này mới thay nha anh em, pin con này còn 100% luôn. Đó, bản 64GB. Rồi con này để lại cho anh em giá là 2,5 triệu, số thứ tự là số 20. Chỉ bị mất vân tay thôi, bao iPhone 6 LED bản 64GB nha anh em. Đây là iPhone 6 LED bản 64GB, số thứ tự là số 21 nha. Con này là màu bạc anh em ha, máy full hết nha, bao anh em reset luôn, dòng 1, dòng 2, dòng 3 reset thoải mái. Đó. Con này là vân tay vân chân còn đầy đủ, pin mới thay nha. Pin con này 100%. iPhone 6 LED bản 64GB luôn. Thì con này TD để lại cho anh em giá là 1,7 triệu nha, máy full hết, cam kiếm độ ok ha. Cam trước cam sau đồ ngon lành nè. Đó, RAM bộ nhớ là 64GB lận nha. Để lại cho anh em giá là 1,7 triệu, số thứ tự là số 21 nha anh em. Rồi, tiếp theo là con số 22 nè. Samsung A10s. Con này là bản RAM 2, bộ nhớ là 32, xài được 4G, pin là 4000. Để lại cho anh em giá 1,9 triệu nha, số thứ tự là số 22. Vân tay còn đầy đủ, màn zin vỏ zin theo máy nha anh em. Màn hình giọt nước rất là đẹp nè. Đây. Đó, màn hình anh em thấy không? Màn hình rất là đẹp nha. Máy full hết, bao con này là bao anh em reset luôn. Đó. Nói chung mà Samsung thì mấy con này xài quá ngon rồi ha. Cam kiếp ok nha. Đây, cam selfie nè, nét nha anh em. Rồi con này thì TD để lại cho anh em giá là 1,9 triệu nha. Màn hình to 6,2 inch, Android là 9PE, pin là 4000, xài được 4G, giá 1,9 triệu cho anh em thôi ha. Rồi, Oppo F9 nè anh em. Số thứ tự là số 23 nha. Oppo F9 bản RAM 6, bộ nhớ 128, xài được 4G, pin là 3500 nha, màn hình là 6,3 inch. Đây, con này ok hết. Cam kiếp độ nét nha anh em. Con F9 này cam kiếp độ nét, cam selfie ok nè. Cam sao ngon lành cành đào nè. Màn hình con này là màn hình giọt nước luôn nha. Đó. Rồi con này TD để lại cho anh em giá là 2,5 triệu nha, số thứ tự là số 23, Oppo F9 bản RAM 6, bộ nhớ 128, xài được 4G. Con này ngoại hình còn đẹp nha. Đó. Giá là 2,5 triệu thôi. Rồi, con số 24 nha. Samsung J4 Core, con này là màn zin vỏ zin theo máy luôn. Đó. Bản RAM 1, bộ nhớ 16, xài được 4G, con này pin rất là ok nè, giá để lại cho anh em 950 à nha. Xài được 4G luôn, pin con bọt rồi ok hết á. 3,300 nha anh em. Màn hình là 6 inch ha, màn hình là 6 inch HD cộng. Cam kiếp đồ ngon lành, mấy con này thì anh em mua về anh em làm máy phụ ngon nè. Đó, anh em thấy không? Cam nét nha, cam sau, cam selfie nè ha, quá ổn nha. Mà có con này có 950 cho anh em, con này mình thu lại từ người dùng á, mình quên reset máy luôn nè, mình chưa reset máy thì anh em lấy thì mình sẽ khôi phục lại cài đặt gốc và mình reset máy rồi mình tạo tài khoản cho anh em hết nha. 950, giá rẻ bèo luôn. Con số thứ tự là số 24 nha anh em. Rồi, Vivo V7 cộng bản RAM 4, bộ nhớ là 64, xài được 4G, màn hình tràn viền rất là đẹp luôn anh em ha. Màn hình tràn viền rất là đẹp nha. Đây. Cam kiếp là nét cực kỳ luôn. Đây, cam selfie nè. Ok ha. Cam sao nè. Đó. Rồi con này thì TD để lại cho anh em giá chỉ có 1,5 triệu 50 thôi. Pin là 3200 nha anh em, màn hình là 6,99 inch, coi như là 6 inch rồi, HD. Đó. Màn hình tràn viền. Bản RAM 4 bộ nhớ 64 nha. Con này để lại cho anh em là 1,550,000. Rồi con số thứ tự là số 26 đây. Realme XT8
Realme XT nha anh em. Con này là bản Realme XT, bản RAM 8 bộ nhớ là 128, xài được 4G, chip nắp cao nha. Con này chip nắp của nó là 712, chơi game hơi bị đỉnh luôn ha. Android 9, màn hình là Super AMOLED 6.4 inch. Đây, màn hình cực kỳ đẹp luôn anh em thấy không? Màn rin vỏ rin theo máy nha. Đó, cảm ứng rất là nhạy luôn nè. Pin là 4000, xài được 4G ha. Đây. Cam kiếp thì khỏi phải nói rồi. Đã, anh em chờ mình một xíu. Đây, cam đây. Nét chưa? Ha. Cam hơi bị nét nha anh em, mấy con này cam hơi bị nét luôn. Bản RAM 8 bộ nhớ 128, con này TD thanh lý cho anh em 3.9 triệu nha. 3.9 triệu cho anh em xài thôi, bản RAM 8 lần á. Chip nắp lại cao, chơi game hơi bị đỉnh luôn. Rồi con số 27 nè. Đây, Samsung J7 Pro, vỏ rin màn rin theo máy, con này là màu xanh đen anh em. Đó. J7 Pro nha, bản RAM 3 bộ nhớ là 32, con này mình thu lại từ người dùng. Họ có dán cái miếng dán này nè, cái miếng dán bằng ni lông nè. Đó, nhìn bóng rất là đẹp nha. Anh em không thích thì về tháo ra, còn không thì để vậy, bảo vệ cho nó khỏi bị chày cũng được. Ha, RAM 3 bộ nhớ 32, pin là 3600. Thích hợp Zalo, Facebook, YouTube, đồ ngon lành cành đào nha. Cam chụp hơi bị nét anh em. Đây, cam selfie nè. Ổn nha. Rồi con này thì đi để lại cho anh em giá là 1.500.000 nha anh em. 1.500.000 thôi, con số thứ tự là số 27. Rồi, tiếp theo là con hai con máy tính cùi nè anh em. TT có hai con máy tính cùi. Đây. Đó. Hai con bằng phím nha. Con này anh em mua về, mấy con này anh em mua về đi rừng đi rú rồi ngon ha, không sợ bị rớt mắt nè. Pin rất là trâu, sống khỏe nha. Con này thì 250.000 một cây. Nha anh em, 250.000 một cây, máy full hết. Pin rất là trâu nha. TT để mấy ngày nay mà không hết pin luôn á. Đó, 250.000 một cây thôi. Còn có hai cây anh em, một cây màu xanh và một cây màu đen á. Rồi tiếp tục là con số 28 nha. Đây, Vmax Joy 4, con số thứ tự là số 28. Bản RAM 3, bộ nhớ là 64, xài được 2 SIM, xài được 4G, con này chip nắp cao nè, chip nắp của nó là 665 nha. Pin là 5000, pin hơi bị trâu luôn anh em, cáp sạc tay si hỗ trợ sạc nhanh, chip nắp 665 ha. Máy full hoàn toàn hết, màn hình đục lỗ luôn, giá rẻ bèo cho anh em, chỉ có 1.850.000 thôi, cam chụp hơi bị nét nha mọi người. Đây, anh em chờ mình tí xíu. Cam hơi bị nét luôn. Để bên cái cam, mình tìm cái cam chỗ nào anh em. Không thấy luôn á. Đây nè anh em ơi. Đó, cam nét chưa ha. Cam sao ngon lành cả tàu. Nói chung mà mấy con này thì ok hết. Rồi, Vmax Joy 4. Giá có 1.850.000. Con này chơi game hơi bị đỉnh luôn anh em. Ha, pin rất là trâu. Pin 5.000 lần cáp sạc tay si, hỗ trợ sạc nhanh. Lo nè, hai lo ha. Rồi, tiếp theo là một con số 29. Số 29 nha anh em, Samsung A22. Đó, con này là bản RAM 6, bộ nhớ 128, pin là 5000, giá để lại cho anh em là 3.900.000 nha. Để lại cho anh em là 3.900.000. Con số thứ tự là số 29 nha. Con này là máy rin, màn rin. Con này mình còn bảo hành hãng cho anh em 3 tháng nha. Con này bảo hành hãng cho anh em 3 tháng luôn. Đó, máy cực kỳ đẹp luôn nha. Còn bảo hành hãng nha anh em. Cam kiếp đồ nét. Đây, cam sao nè. Mấy con này thì anh em xài quá đỉnh rồi. Đó, selfie hơi bị đẹp. Pin là trâu nha. Pin 5000, cáp sạc tay si, hỗ trợ sạc nhanh. Màn hình là AMOLED 6.4 inch á. Cam là 48 chấm và Android của nó là 11 nha anh em. Xài Android 11. Đó, màn hình giọt nước nè. Ha, máy full hết. Rồi, Samsung A22, số thứ tự là số 29. Giá là 3.900.000 cho anh em nha. Tặng đầy đủ phụ kiện, re-ship cho anh em luôn. Ốp lưng cường lực, bộ sạc, tai nghe. Ha. Rồi con số 30. Samsung A51, bản RAM 6, bộ nhớ 128, xài được 2 SIM, xài được 4G. Pin là tương đối trâu nha, pin là 4000, cáp sạc tay si, hỗ trợ sạc nhanh. Android 10 chấm, màn hình là 6.5, màn hình là Super AMOLED 6.5 nha. Máy full hoàn toàn ha. Con này là máy full hoàn toàn. Đó, màn rin vỏ rin theo máy nha anh em. Con này là bán thanh lý cho anh em 3.500.000 thôi. 3.500.000 nha, số thứ tự là số 30. Cam chụp hơi bị nét luôn, vân tay vân chân đầy đủ nha anh em. Mấy con này là ok hết, cam nè, cam selfie ngon lành ha. Đây, cam sao nè, ok nha. 3.500.000 cho anh em, số thứ tự là số 30, Samsung A51 á. Rồi, tiếp theo là con 31. Samsung Tab A. Con này là đời 2016 nha anh em. Màn hình là 7 inch,
RAM 1.5, bộ nhớ là 8, Android con này là Android, anh em xem được YouTube nha. Anh em xem được YouTube luôn, con này anh em lấy thì mình sẽ tặng cho anh em Android nâng cấp lên được nha. Con này nâng cấp lên được 7-8 chấm luôn á, nhưng mà con này hiện tại là 5.1 nha. Đó, thì con này thích hợp cho anh em mua về để mà nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube luôn không? À sorry anh em nha, con này là không có gắn SIM được nha, chỉ có nghe gọi bằng Zalo thôi hoặc là Messenger thôi, không có gắn SIM vô nghe gọi để xài SIM được nha. Đó, xài Wi-Fi thôi. Con này thì đi thanh lý rẻ cho anh em luôn, chỉ có 900 nha. Con này thanh lý cho anh em 900 thôi. Đó, xem YouTube đưa anh em, nghe YouTube rất là hay luôn, hát karaoke cũng vậy. Con này anh em mua về hát karaoke cũng rất là ngon. Đây. Đó, anh em thấy không, mình YouTube tải vô bình thường nha. Con này là ngon lành cành đào á. Đó, nói chung mấy con này thì anh em mua về xài thì quá đỉnh rồi. Đó, xem YouTube rồi ngon nha. Đây, đó, bằng ứng dụng YouTube luôn, học online được nha anh em. Rồi con này thì đi thanh lý cho anh em 900k thôi nha, quá rẻ luôn, quá rẻ bèo. Rồi tiếp theo nha anh em, là một con, hai con máy tính bảng giống nhau luôn ha. Đây mình có hai cây giống nhau. Con này là Tab A, Samsung Tab A hay còn gọi là T295. Con này là cấu hình của nó hơi bị cao anh em, đời 2019 nha, cấu hình hơi bị cao luôn. Bản RAM 2, bộ nhớ là 32, xài được 4G, con này xài được SIM luôn nha. Con này gắn SIM vô xài được anh em, khe SIM ở đây nè ha. Khe SIM ở đây, gắn SIM vô xài được bình thường. Đó, xài được 4G mà con này học online hơi bị đỉnh luôn á. Giá để lại cho anh em có 1.4 triệu à nha. Vỏ thì vỏ zin, màn zin thì vỏ nó cũ theo thời gian nè, nhưng mà màn thì rất là đẹp, anh em thấy không, màn cực kỳ đẹp nha. Đó, 8 inch Android cao nữa, Android của nó tới 11 chấm lận. Đây, Samsung Galaxy Tab A 8 inch đời 2019 ha, Android 11 chấm luôn. Được cái là bản RAM RAM 2, bộ nhớ là 16, thích hợp cho anh em mua về để mà nghe gọi Zalo, Facebook. RAM 2 bộ nhớ là 32, sorry anh em. Đây, cực kỳ mượt nha. Nói chung là màn rin, vỏ rin theo máy. Đó, vỏ rin thì nó cũ theo thời gian tí xíu thôi. Đây, anh em xem mình test nè. Đó, cảm ứng mượt, mượt rượt luôn nha. Rồi, con này thì TD để lại cho anh em giá chỉ có 1.4 triệu thôi. Pin lại trâu anh em, pin tới 5.001 lần ha, chip nắp 421. Được cái là Android cao nè, được cái là RAM 2 bộ nhớ 32 nữa. Thì cái con này là xài được SIM, để cho anh em giá 1.4 triệu ha. Còn con này cấu hình nó cũng giống như vậy luôn, nhưng mà con này thì không xài được SIM nữa nha. Con này thì không xài được SIM, đây mình có ghi nè, nên mình để giá cho anh em có 1.2 triệu à. Xài được Wi-Fi ngon lành cành đào nha anh em. Con này là xài Wi-Fi ngon lành cành đào luôn ha. Đây, màn hình cũng rất là đẹp anh em thấy không? Rất là mướt nha anh em. Đó, con này anh em mua xài Wi-Fi thì anh em dùng con này, còn anh em dùng SIM với Wi-Fi thì con này là 1.4 triệu, con này là 1.2 triệu nha, không xài được SIM. Đó, có khe SIM đàng hoàng anh em nha. Có khe SIM đàng hoàng, nhưng mà TT test máy á, là gắn SIM vô nó không nhận, mình cũng chả biết tại sao nữa, nên thôi để giá rẻ cho anh em xuống 1.2 triệu luôn ha. Rồi, tiếp theo là con số 33. Đây là số 32 nha anh em. Số 32 con xài SIM được là 1.4 triệu, con không xài SIM được là 1.2 triệu ha. Tab A8 đời 2019 lần á. Rồi, tiếp theo là một con iPad nè. Đây, iPad 4 bản 16GB nha. Và con này xài được SIM luôn nha anh em. Con này anh em gắn SIM vô xài được luôn nè. Đây, khe SIM nó đây nè ha. Đó, tọt vô, gỡ ra gắn SIM bỏ vô, xài được 4G á. Có nghĩa là anh em gắn SIM vô là xài được 4G nha, không nghe gọi bằng SIM được. Có nghĩa là gắn SIM, con này gắn SIM rồi là anh em chỉ là xài được 3G, 4G thôi. Đó, giá 2 triệu cho anh em thôi nha. Con này là số 33. Đó, vỏ nè, vỏ rin, màn rin thì vỏ nó bị chày nè. Con này vỏ chày nên TT sẽ tặng cho anh em thêm một cái ốp lưng nha. Tặng cho anh em thêm một cái ốp lưng bao da đàng hoàng, ốp lưng bao da mới cho anh em luôn nha. Đó, màn hình thì như vậy, đã qua sử dụng rồi, thích hợp cho anh em mua về để mà hát karaoke. Đó, xem YouTube ngon lành cành đào nha anh em. Rồi con này TT thanh lý cho anh em chỉ có 2 triệu chẵn à. 2 triệu chẵn cho anh em nha. iPad 4 bản 16GB xài được SIM ha. Rồi, thì video của TT đến đây là hết. Thì mong rằng anh em xem được con nào thì anh em cứ liên hệ với mình, hoặc là Zalo của TT đều là số này hết. Rồi, hẹn gặp lại anh em trong một clip sau nha. Bye bye.